lúc mà nghe là đây là câu chuyện có thật thì Yến cũng khá là căng thẳng, vì Yến chưa bao giờ đóng một bộ phim nào mà dựa trên một câu chuyện có thật hết, và Yến rất là sợ thì mà bộ phim lại còn nói về tâm linh nữa. Mà trong phim này thật sự vấn đề tâm linh nó khó nói, nhiều khi mình không diễn đạt được, có nhiều cái đó mình không nói ra được. Và ekip phải rất cực khổ để vật lộn với thời tiết, với những điều gì mà mình bất khả kháng, mình phải lội xuống vùng trời mưa rồi chỉ có nước nó lên quê không được, và tính là người bị rất là nhiều cảnh chạy trên con đường rồi lao xuống hố đào trong hầm rồi chôn mình trong bùn, nhiều thứ. Và bản thân nói chung thì 50% là mình suy nghĩ về tâm linh và 50% là mình cũng phải nghĩ về khoa học, nó cũng đều có cái lý do hết. Nhưng mà khi mà Nhung quay cái phim này á thì Nhung nghĩ chắc là Nhung mất 50% về khoa học rồi. Thật ra có những cái cảnh quay mà cúng kiến, mình cảm giác như là gọi hồn vậy đó, thì nó rất là nhiều chuyện xảy ra không quay được, hoặc là ở đâu đó có những cơn gió mà tới mà gọi là dập tắt những cái ngọn đèn của bên thiết kế để không cho mọi người quay. Mọi người set xong hết rồi, mỗi lần hô quay là đèn là tắt hết. Nhung và Tuấn cũng như là tất cả mọi người, và mỗi lần quay là mỗi lần phải thân phải sinh ở nơi đó, tại cái vùng đất ở Châu Đốc rất là linh thiêng. Thì cái này là sự thật chứ không phải là ở đoàn phim nói để cho mọi người sợ đâu, sự thật 100%. Khi mà xét ra ngoài quay ngay cửa hang á, thì cứ mỗi lần mà xét ra tới đó chuẩn bị bấm máy, khi mà rehearsal thì không có gì hết, mà chuẩn bị bấm máy là mưa giông kéo tới, xong mọi người dời vô trong thì nó lại xong xét ở trong nó lại thấy nó tạnh mưa, dời ra lại cũng tạnh trong xuôi hết, nó lại mưa nữa. Khi mà bà thấy mình thắp nhang bà mới kể là ngay cái chỗ đó ngày xưa là em chồng của bà chết cái đuối ngay cái chỗ đó luôn. Còn mà cái vũng sình mà phía ngoài kia mà Yến được sỏi cứu á, mà giấu dưới giống sình á, thì chỗ đó là con của chủ nhà chết chỗ đó luôn. Tiếp.